sang. Hát vang lên cho lòng hân hoan. Chào bình minh ánh hồng lên tươi sáng. Đón bình minh nắng đẹp gọi mời em. Con chim nó hót trên cành. Nhằm ngày 5 tháng 4 năm Mậu Tuất
chúng ta đang ở tại chùa Quan Âm tham dự khóa tu an lạc kỳ thứ 4. Hiện diện trước hội chúng là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ni sư là giảng viên trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sư cô còn mở lớp giảng dạy giáo lý Phật Pháp cho những người khiếm thị tại chùa Thiên Quang. Với giọng nói trầm ấm và kiến thức Phật Pháp sâu rộng, ni sư đã đến nhiều đạo tràng, được rất nhiều Phật tử yêu quý và ngưỡng vọng. Hôm nay, ni sư đã dành thời gian quý báu đến với hội chúng của chúng ta. Toàn thể hội chúng hãy dâng cao tràng pháo tay để chào đón ni sư. Kính thưa hội chúng, xoay quanh vấn đề nhân quả thì có rất nhiều câu hỏi như chúng sanh sinh ra trong cuộc đời này với nhiều hình tướng khác nhau. Tại sao có người có phước đức, có sức khỏe, trí huệ? Tại sao lại có người vào hoàn cảnh khó khăn và gặp nhiều bất hạnh? Và cũng có người hỏi là tại sao những người sống lương thiện mà lại hay gặp nhiều trắc trở, khổ đau? Đó cũng chính là xoay quanh vấn đề nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo trong đời sống này. Hôm nay chùa Quan Âm với khóa tu chủ đề nhân quả và nhân duyên, ni sư sẽ giảng dạy cho toàn thể hội chúng nơi đây được biết rõ thêm về chủ đề này. Ban tổ chức xin thành tâm kính mời pháp âm của ni sư để cho toàn thể hội chúng được ân triêm pháp lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa viện chủ chùa Quan Âm, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu những ngày an lạc cho các Phật tử gần xa trong thành phố Phan Giang của chúng ta. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng Thích Nữ Mỹ Đức, trụ trì chùa Diệu Nghiêm, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni đang hiện hữu trong hội chúng hôm nay để mà gia trì cho con có một buổi chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử được viên mãn nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong những ngày đi hoằng pháp thấm thoát từ lúc con đi học ở Ấn Độ về năm 2005, bây giờ là 2018 rồi, mười mấy năm. Vậy mà đến hôm nay mới có một cái nhân duyên thật là đặc biệt, thật là hy hữu, được đến với Phan Giang và Ninh Thuận và được gặp gỡ toàn thể quý Phật tử trong cái một buổi chiều rực rỡ nắng đẹp của mùa hè. Vô cùng hoan hỷ ạ, thưa quý Phật tử. Hồi nhỏ thì Hương Nhũ cũng có những nhân duyên được ra Phan Giang. Có một cái người bác nuôi, người bác gọi là giữa đường, do cứu mạng sống của một ông anh bị tai nạn giao thông. Và ông anh đi trên đường từ miền Trung vào Sài Gòn thì bị tai nạn. Không một người thân thích, không ai giúp đỡ. Và chính một cái tấm lòng rộng lượng bao dung của người Phan Giang, tỉnh Ninh Thuận của chúng ta đã đem ông anh của sư về nhà, đưa đi bệnh viện, lo lắng, giúp đỡ cho đến ngày ông anh của mình được bình phục hoàn toàn. Và kể từ đó, một cái thâm tình đã nảy sinh giữa những người con ở trong đất Lâm Đồng với những người bác anh chị em ở vùng Phan Giang Ninh Thuận này. Đó là tấm lòng độ lượng bao dung, giúp người mà cũng không cần biết đó có phải là người thân thích ruột thịt của mình hay không. Và do vậy
từ cái mối nhân duyên của ông anh được một người bác hai ở Phan Rang cứu sống. Cho nên hồi bé, Hương Nhũ và các anh chị em có rất là nhiều duyên được ra Phan Rang. Rồi thời gian qua đi, các bác lớn tuổi lần lượt qua đời. Mình nhớ hoài về Phan Rang, mảnh đất tình người, nhiều nắng gió, nhưng mà cũng không có nhân duyên được trở về thăm. Mặc dù nơi đây cũng có quý ni trưởng ở vùng đất Phan Rang Ninh Thuận này dành cho Hương Nhũ rất là nhiều cảm tình ưu ái. Mỗi lần quý ni trưởng vào trong thành phố Hồ Chí Minh họp hành, lúc nào gặp Hương Nhũ cũng là động viên và cầu nguyện cho con có sức khỏe để con đi giảng pháp, chia sẻ pháp thoại cho mọi người cùng nghe. Và xin cảm ơn tri ân Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Quan Âm trong những ngày đầu mùa hè đã cho con có nhân duyên được đến Phan Rang, Ninh Thuận. Mà với Hương Nhũ, với câu chuyện mình vừa mới nói, thì nói rằng đây là một mảnh đất đầy tình người và có một cái nhân duyên đặc biệt với gia đình của mình, đó là gia đình của sư Hương Nhũ ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, nhắc đến Phan Rang Ninh Thuận, người ta thường hỏi nhau, Ninh Thuận có gì đẹp không em? Có cái gì mà ngoài cái nắng rát bỏng và cơn gió khô rang kia? Và bởi vì nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, dân số lên đến gần 9 triệu người, chưa nói là những người dân ở ngoài đến làm việc, chỉ là thường trú thành phố Hồ Chí Minh 8.700.000 người, thì cái Phan Rang chỉ là một cái số lẻ của thành phố Hồ Chí Minh thôi, 700.000 người. Cho nên đất rất là còn rộng rãi, và do vậy biển còn hoang sơ. Cái gì còn hoang sơ là còn đẹp. Cái gì mà còn nguyên của cái thiên nhiên, của đất trời là vô cùng phước báo cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn cái vùng đất mà thiên nhiên vẫn còn ưu đãi dành cho chúng ta tất cả những gì đẹp đẽ, hoang sơ của đất trời như cái biển Ninh Thuận của chúng ta đây vậy. Chính vì đất thì rộng, người thì thưa, trưa thì nắng, nắng như rang vậy, cây cối thì cũng thật ra là ít ỏi. Vậy mà cái vùng đất ấy vẫn hấp dẫn lòng người, vẫn chiêu cảm con người bởi tình người trên cái mặt đất miền Trung này. Cho nên Hương Nhũ nhớ có một cái đoạn thơ: Ninh Thuận có gì đẹp không em? Biển vẫn dịu êm vờn quanh núi thắm, ngọn tháp Chăm trầm mặc giữa cuộc đời. Ninh Thuận quê em trĩu xanh vườn nho ngọt, hạt muối trắng long lanh dưới nắng, đôi cát vẫn mịt màng ve vuốt bàn chân. Lễ hội quê hương với bao lời ca điệu múa, mái chùa hiền vang vọng tiếng chuông ngân. Vùng đất tưởng như hanh hao vì nắng gió, nhưng tấm lòng thân yêu mát tợ gió quê hương. Ninh Thuận quê em hãy đến đây, ai đến rồi sẽ còn nhớ mãi. Ca ngợi Ninh Thuận không phải là nói lố ha. Tình người, mảnh đất tưởng hanh vì nắng vì gió, nhưng bất cứ nơi nào có niềm tin trong chánh pháp, bất cứ nơi nào có sự sưởi ấm của tình người, bất cứ nơi nào có tâm hồn yêu mãi quê hương, thì vùng đất đó trở nên tuyệt đẹp. Và thật ra đi từ phi trường Cam Ranh để về đến Phan Rang, mình vẫn cứ nói với các em đón mình từ phi trường về là Phan Rang đẹp quá, bởi vì hoang sơ, nó không quá nhiều dịch vụ như những vùng đất mà mình vừa mới đi ra cách đây hơn 2 tuần, như là Nha Trang hay là Mũi Né vậy. Cho nên chính những cái gì nguyên sơ đó, nó nhắc chúng ta hãy trở về cái thể tánh nguyên sơ, cái chân tâm Phật tánh của mỗi một con người. Bởi vì ai cũng hạnh phúc, bởi vì ai cũng có chân tâm và Phật tánh.
Đó là cái nguyên sơ, cái thể tánh ban đầu mà do cuộc sống, do danh lợi sắc tài mình đã phôi phai và đánh mất. Thượng tọa Viện Chủ Chùa Quan Âm tổ chức các khóa tu một ngày an lạc nhằm mục đích để chúng ta quay trở về cái chân tâm Phật tánh, cái thể tánh ban sơ, cái bản lai diện mục của mỗi một con người. Cái an lạc đó mới là thật sự, cái an lạc đó mới là chân thật, chứ không phải cái an lạc là hay cái vui là được thỏa mãn những cái điều gì đó về danh lợi, về sắc, về tiền tài, về dục vọng trong đời sống. Mà trong nhà Phật cho chúng ta, đưa chúng ta trở về cái chân tâm Phật tánh, đó mới là cái an lạc, cái hạnh phúc niết bàn, mà không đợi là chúng ta sau khi chết về một cõi giới nào mới tìm thấy nó. Cái an lạc đó ngay trong phút giây hiện tại, đó là điều mà sư Hương Nhũ muốn gửi gắm đến với các vị trong các cái pháp thoại trên mọi miền đất nước. A Di Đà Phật. Lâu lắm rồi không được về Phan Giang, vậy mà đi ngang qua mấy cái tháp Chăm, lòng mình vẫn bồi hồi xúc động. Không biết trong quá khứ có kiếp nào làm người Chàm không nữa. Vậy mà bây giờ nhìn thấy tháp Chàm vẫn cảm động, vì một cái gì đó nó xa xưa mà nó vẫn còn tồn tại. Cái tồn tại này tất nhiên nó vẫn phải phôi phai theo năm tháng, bởi vì vạn pháp vốn là vô thường. Cái gì nó cũng có một cái giá trị tương đối mà thôi. Tuy nhiên, mình nhìn cái tháp Chăm ở Phan Rang, Ninh Thuận, thì sư nhớ hồi đó học Học viện Phật giáo khóa 3 đó. Đó, thì thầy Tuyên là dạy cái bộ môn tôn giáo học. Thầy nói về các cái tháp Chàm ở Nha Trang, ở Phan Rang, ở Phú Yên. Thì thầy nói riêng cái tháp Chàm Phan Rang, Ninh Thuận thì đạt tới cái độ chín mùi của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Có những điều mình ở đây chứ mà mình cũng biết mình có cái tháp Chàm, chứ mình không biết là tháp Chàm của mình đẹp nhất đâu. Mình ngắm biển mỗi ngày, mình cũng chưa chắc đã biết cái biển của mình là trong lành và êm đẹp nhất đâu. Bởi vì nó quen quá rồi. Cho nên mình muốn vọng tâm đến những cái vùng trời, vùng đất xa xôi nào đó. Chứ mình không có biết là chưa tới 1 triệu con người ở cái mảnh đất Phan Rang này sở hữu một cái nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đạt tới độ chín mùi của nghệ thuật Chăm cả ngàn năm. Và hồi nhỏ xíu đó là mình đã nhớ cũng một cái danh ca mà hình như bây giờ vô tới 70 mấy tuổi rồi vẫn mê man lòng con người, mà thích cái dòng nhạc sến đó, xuất phát từ cái đất Chàm này. Đó là ai? À đúng rồi, Chế Linh. Ông hát hay lắm, tiếc là không có ông ở đây phải không? Ông hát về cái tháp Chàm này nè. Sư nhớ có vài câu à. À, tại mình là đi giảng chứ không phải mình là cái người đi ca. Nhưng mà nhiều khi cái trưa nắng về hát vài câu được không? À. Người xưa đâu mà tháp nghiêng cao đứng như buồn dâu, lâu các đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu, đồ bàn miền trung đường về đây dẫu cho non thắm chưa phai sắc, mơ bóng chim thuyền chế bông ngà tiếng liên hoan, nhạc tấu vang lên sư thiên đồ bàn dạ yên bàn, cung nữ dâng lên khúc ca về Chàm. Một thời oanh liệt người dân nước chiếm, lừng ghi chiến công vang khắp non sông, mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu, người xưa đâu,
mồ đắp cao hay đã sâu thành hào, lâu các đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Thôi xa xưa rồi. Hát con đoạn rồi nha, còn dài lắm. Thì tất cả chỉ còn là di tích của một dân Champa và tháp Chàm đang trơ gan cùng tuế nguyệt. Như vậy là nhân duyên là bấy nhiêu đó. Người Chàm, vùng đất Chàm là nơi đây. Và Chàm giờ đây trở thành một trong các dân tộc thiểu số của 54 anh em dân tộc Việt Nam, cũng cùng sống với nhau trên cái mảnh đất hình cong chữ S. Nhưng mà nhìn cái tháp Chàm, nhìn những người Chàm, và chúng ta sẽ thấy, nhắc lại chúng ta một bài học đơn giản và chân lý, đó là bài học vô thường. Bài học vô thường nó cũng nằm trong cái yếu tố nhân duyên và nhân quả. Mình có muốn tồn tại mãi cũng không được đâu. Ngay cả cái bản thân của mình đây, mình có muốn sống mãi với thời gian cũng trơ gan cùng tuế nguyệt, nhưng cũng không được đâu. Rồi đến ngày, đến giờ, đến năm, đến tháng, mọi thứ cũng sẽ phôi phai. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Mình ra Phan Rang mình nhớ Ấn Độ lắm á. Ấn Độ cũng nóng hơn như vậy đó, 40 mấy độ, nắng chang chang luôn, phải không nào? Vậy mà người ta vẫn về Ấn Độ, và về rất nhiều, bởi vì nơi đó là nơi mà từ đó Đức Phật đã sanh ra. Thái tử Tất Đạt Đa trong dòng họ Kapilavastu Sakya ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ, rồi lớn lên cũng có vợ đẹp con xinh, rồi từ bỏ tất cả bởi vì cảm thấy rằng cuộc sống này ai cũng sẽ không bao giờ tránh được sanh già và bệnh chết. Bây giờ chúng ta bước vô đầu tháng 4 âm lịch và chuẩn bị những ngày tháng rực rỡ vinh quang và hân hoan chào đón mùa Vê Sắc, mùa Khánh Đản, chào đón ngày Đức Phật Thích Ca ra đời, gọi là tháng trăng tròn Vê Sắc. Không chỉ Việt Nam mà tất cả những người dân có lương tri tiến bộ trên toàn thế giới đều gì ngưỡng mộ để chào đón một cái ngày lễ mà trong cái ngày trăng tròn tháng tư đó người ta tưởng niệm Đức Phật ra đời, rồi ngài tu tập thành đạo, rồi nhập niết bàn. Ba sự kiện đản sanh, thành đạo, nhập niết bàn gọi là sự kiện Vê Sắc. Không chỉ là Việt Nam, không chỉ tại trong cái ngôi chùa của mình, mà nhân dân tiến bộ có lương tri trên toàn thế giới đều là ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên mình ngồi đây mình nghe pháp, mình được về chùa tu tập, nghe chỉ là khóa tu an lạc lần thứ tư thôi. Nhưng mà chúng ta trong một cái truyền thống Phật giáo của mảnh đất miền Trung Phan Rang Ninh Thuận, rồi bây giờ được thầy thượng tọa viện chủ chùa Quan Âm đang thắp sáng lên ngọn lửa tinh tấn lắng nghe chánh pháp, tu tập hành trì trong chánh pháp. Trong những ngày tháng qua, các vị có thấy an lạc không? Phải như vậy chứ, có người gạt gạt, người lắc lắc cũng được. Đây là một hội chúng, một tập thể và được giáo hóa dạy dỗ trong chánh pháp. Tại sao quý thầy, quý sư, quý ni trưởng phải làm việc này? Bởi vì muốn tất cả chúng sanh có niềm an lạc trong chánh pháp. Cái niềm vui đó nó không phải do danh lợi sắc tài đem lại, do lòng tham đem lại, do sự chiếm hữu đem lại, do tình yêu, những ngọn gió vô thường, nay còn mai mất đem lại. Mà chánh pháp cho chúng ta một niềm an lạc bởi chúng ta tin sâu vào nhân quả. Gieo những nhân lành
thì được gặt những quả lành. Và nhiều khi con người ta lỡ không biết, khi chưa biết tu, gieo nhiều nhân ác. Trong quá khứ, trong hiện tại và trong những năm tháng chưa biết quy y hay chưa được nghe pháp, cố ý và vô tình mình đã làm nhiều việc ác, nói lời ác, suy nghĩ ác. Bây giờ mình được nghe chánh pháp, được tu tập chuyển hóa đời sống, cho nên mình cảm thấy thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Cái an lạc trong chánh pháp nó giúp cho chúng ta không chỉ hôm nay mà ngày mai, bất cứ nào còn được làm người, chúng ta đều cảm nhận cái niềm an lạc đó. Bởi vì còn sống trên thế gian ngày nào là chúng ta chuyển hóa. Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Đó là cái duyên tốt lành, duyên tinh tấn, duyên chánh pháp, duyên trí tuệ tác động vào trong đời sống của tất cả các hàng Phật tử của chúng ta. Thế thì bây giờ cuộc sống của chúng ta hôm nay được ngồi đây nghe pháp, đó là một cái nhân lành, cho nên có quả lành là được nghe pháp. Bởi vì chiều hôm nay, chiều thứ bảy, cũng rất là nhiều người còn đang đánh cá ở ngoài kia, còn phải bán mua xương thịt chúng sanh ở ngoài kia, còn phải lăn lộn trong cuộc đời để mà tìm miếng ăn. Và tất nhiên trong cái hành trình tìm miếng ăn, lo miếng sống, người ta cũng tạo tác rất là nhiều các cái tội, tội ác. Chúng ta gieo nhân lành nên chiều hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ với nhau. Mà Đức Phật dạy rằng nếu hôm nay có duyên được gặp nhau, dù chỉ nhìn thấy nhau thôi, thì trong quá khứ đã gặp nhau ít nhất 500 lần. Mà nếu ngồi đây mà nghe giảng dạy chánh pháp, ngồi đây để được chia lắng nghe, chia sẻ các pháp thoại, mình đã có nhân duyên. Các vị từng làm thầy của sư, làm cha mẹ của sư, anh em, thân bằng, quyến thuộc của sư rất nhiều kiếp sống. Cái quen này là thấy quen quen mà không biết ở đâu, có lẽ kiếp trước cũng được. Cái quen này là em gặp sư rồi, ở trên mạng, truyền thông em nghe sư giảng. Cái quen này là em có thấy sư ở trong một cái pháp hội đạo tràng nào đó, nhưng đã ngồi đây lắng nghe tiếng nói của nhau, có nghĩa rằng chúng ta đã gieo cái nhân lành với nhau từ vô lượng kiếp. Vì vậy, đó, nhân quả, nhân duyên là như thế. Cuộc sống này cứ nói gieo nhân gì gặt quả đó là một bài học quá sơ đẳng. Những cái bức tranh nhân quả, thấy chưa nào? Đó, kiếp này không biết giúp đỡ người nghèo, cứ keo rít thì kiếp sau nghèo nàn khổ đau. Kiếp này biết bố thí cúng dường, kiếp sau ở nhà cao cửa rộng. Kiếp này biết giúp đỡ mọi người, kiếp sau thì được rất là nhiều người ủng hộ, rất là nhiều người lo lắng giúp đỡ cho mình. Những cái bài học nhân quả đó thuộc về bài học sơ đẳng. Lý nhân quả sâu sắc hơn rất nhiều. Lý nhân quả không chỉ nhân nào quả đó, không đơn giản như vậy đâu. Có người gieo cái nhân mà có thể tốc báo trả quả liền. Có người gieo cái nhân gần chết cuối đời giờ phút lâm chung mới trả. Có người gieo cái nhân mà kiếp sau mới trả, hai kiếp sau, ba kiếp sau. Cho nên không thể nói đơn thuần nhân nào quả đó. Cái điều này là yếu tố cái duyên nằm ở giữa nhân và quả. Chính cái duyên đó thay đổi, chuyển biến, chuyển hóa đời sống của chúng ta. Chúng ta nghe pháp, thay đổi lời nói xấu ác, suy nghĩ ích kỷ, sự keo kiệt bỏn xẻn, thay đổi nhiều thứ. Và như vậy, đó là gì? Đó là cái duyên để làm cho cái quả của chúng ta tốt lành. Cái quả sẽ được là thay đổi, chứ không phải cứ nhân nào là ra quả đó. Cho nên tất cả chúng ta nghe pháp để ý thức
mình phải tác động những duyên lành, duyên tốt đẹp trong đời sống của chính chúng ta. Cũng như người ta cứ ca ngợi Tháp Chàm, nói tới phụ nữ là người ta ca ngợi Hai Bà Trưng, chứ người ta cũng đâu có biết rằng là ngay chính người dân Champa, mà sư cũng nhớ có câu chuyện của nàng Mỹ Ê, người cung nữ Champa. Riêng với cái di tích người dân Champa, nếu các vị nghiên cứu còn biết có câu chuyện nàng Mỹ Ê, người cung nữ Champa. Khi mà nước đại của Việt đã chiến thắng thì bắt hết quân lính và những người cung nữ đem về dâng cho vua đại cổ Việt của nước Việt Nam chúng ta. Thì trong đó nàng Mỹ Ê đã can đảm cắn răng nhảy xuống nước trầm mình tự kết thúc cuộc đời, chứ không có chịu là quên đất nước mà để mình phải trở thành một cái kiếp sống của một cái người dân không phải là nước Champa. Mà nam vua đại cổ Việt lúc đó quá xúc động trước cái thái độ can trường của nàng Mỹ Ê, nên vua đã truy tặng người cung nữ xấu số đó một cái tước vị hiệp chánh hộ thiệt. Một người cung nữ thôi mà có một cái thái độ can trường, giữ gìn trinh tiết cho mình. Mà vua còn phong cho một cái chức là gì? Hiệp chánh hộ thiên. Và có đền thờ ở Phủ Lý, Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Sư ra Hà Nam giảng, thấy cái đền thờ, hóa ra đền thờ một nàng con gái Champa. Ủa, thờ nàng con gái Champa, mình tưởng phải thờ ở Phan Rang. Không, vua đại cổ Việt, phải không nào? Đó, là dựng nước triều đình ở miền Bắc và quá cảm phục một người con gái thà chết cắn răng trầm mình tự kết thúc cuộc đời. Cái hình ảnh đó mình nhớ tới bà Trưng, bà Triệu của Việt Nam chúng ta, những người phụ nữ kiên cường, có thể chết, có thể chịu gian nan khó nhọc, có thể phải bị mất mát rất nhiều, nhưng giữ gìn cái lòng trung kiên ái quốc, cái trinh tiết của cuộc đời. Thì chính cái người dân Champa đã có một cái đền thờ ở Phủ Lý, Hà Nam, hiệp chánh hộ thiên cho người con gái Champa đó. Như vậy cái vùng đất Phan Rang của mình nó đơn sơ, chưa tới 1 triệu dân, nhưng mà có nhiều cái hay lắm. Cho nên sư tuy không phải người Phan Rang, nhưng mà sư cũng quý người Phan Rang, và sư trân trọng những cái di tích cổ của lịch sử truyền thống của con người, và nhất là đời sống cái con người, trân trọng tình người trên cái thành phố Phan Rang, cái tỉnh Ninh Thuận của chúng ta. Và hôm nay sư về đây, chúng ta hãy nhớ rằng nhìn cái Tháp Chàm là mình phải hoài niệm về một quá khứ đã qua đi, cho chúng ta một bài học muôn đời về nhân quả và vô thường. Cái gì cũng vậy hết, nó đến với chúng ta không bao giờ là vô cớ, đều phải có cái nhân. Nếu hôm nay mình gặp nhau, được ngồi chia sẻ với nhau, chúng ta trân trọng một cái nhân trong quá khứ, biết tôn kính chánh pháp, cho nên hôm nay tôi còn được ngồi đây nghe pháp. Trong quá khứ sư đã từng gieo cái nhân hạnh phúc trong việc hoằng dương chánh pháp, có thể phát nguyện thà hy sinh thân mạng chứ quyết bảo vệ chánh pháp đến vô lượng kiếp. Cho nên hôm nay sư mới ngồi đây và chia sẻ pháp thoại với các vị. Cuộc đời của chúng ta đều sống trên nhân và quả. Đừng bao giờ quên cuộc sống này là vô thường. Dù vô thường không có nghĩa là mất tất cả, mà vô thường là sự chuyển hóa. Bài học chúng ta phải học, nhân quả không cố định, mà nhân quả là sự chuyển hóa với đời sống. Không ai nói rằng người ta sẽ nghèo mãi mãi, khổ mãi mãi, đau mãi mãi. Nếu chúng ta tác động vào đời sống này những cái duyên an lành, thánh thiện, thì đó là những năng lượng làm đời sống của chúng ta thăng hoa,
chuyển biến tốt lên. Còn nếu cho dù cuộc sống của chúng ta, cha mẹ để lại cho mình rất là nhiều thứ, nhà cửa, của cải và cả một cái dòng dõi trâm ăn thế phiệt đi chăng nữa, nhưng người con không gìn giữ, không trân trọng, không tu tập tăng trưởng theo chiều hướng chánh pháp mà chỉ biết cái lợi trước mắt, thì chỉ không lâu đâu, một thời gian rất ngắn, tất cả đều sẽ tan biến. Đức Phật từng dạy rằng đừng bao giờ cho rằng của cải trong đời sống này là tiền bạc, là tài sản, mà của cải đối với Đức Phật, lời dạy của Ngài là thất thắng tài. Đó là niềm tin, đó là tàm quý. Niềm tin chánh pháp, tàm quý là biết xấu hổ khi làm việc sai trái, văn tài là phải nghe lời dạy chánh pháp, thí tài, huệ tài. Những cái gì thuộc về thất thắng tài là những cái chúng ta phải tu tập để chuyển hóa đời sống của chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ rằng như thế là được rồi, đời sống vậy là tốt rồi, không cần phải hơn gì nữa. Đó, bởi vì tôi đã được ăn những thứ ngon nhất, tôi đã được nếm những hương vị cuộc đời và tôi có thể ra đi. Mình đừng chủ quan như thế, bởi vì mình chưa biết ngày mai mình đi về cõi giới nào. Sau khi chết, có những cõi giới đang chờ đợi chúng ta, hoặc sanh thiên, nếu hôm nay chúng ta đã quy tam bảo, còn làm các điều lành, là hành thập thiện cho đời tươi sáng. Các thiện về tâm, các thiện về lời, về khẩu, về ý, về thân. Những cái việc thiện đó cho chúng ta được sanh thiên hoặc trở về cõi người an lành tu tập. Nhưng nếu chúng ta không tu tập và chuyển hóa cuộc sống chúng ta sau khi chết, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, những con đường tối tăm đó đang chờ đợi chúng ta. Vì vậy, suy nghĩ rằng còn một giờ phút nào mà đạo tràng tạo duyên cho chúng ta tu tập, chúng ta phải tinh tấn lên. Không chỉ riêng mình còn phải rủ ông xã đi tu. Không chỉ riêng mình phải nói bà xã đi tu, con mình, cháu mình, các bạn trẻ, tình nguyện viên, tất cả chúng ta về tu tập. Bởi vì có hiểu được chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp, chúng ta mới chuyển hóa được quả báo của chúng ta trong đời sống. Mà mình cứ tưởng rằng mình phải chịu đựng mãi cái điều đau khổ này. Nhưng không, nếu biết tu tập, bố thí, cúng dường, lập bồi công đức, tu nhân tích đức, chuyển hóa thói hư tật xấu, thì những quả báo, sự khổ đau, buồn tủi, cô đơn trong cuộc đời sẽ được chuyển hóa, thay đổi, tốt đẹp hơn. Người miền Trung chúng ta, chẳng hạn người Phan Rang mình dễ tu. Bởi vì sao? Theo như các nhà khảo cứu, các nhà nghiên cứu về tâm lý học vùng miền, họ nói người miền Trung hay là cái vùng Phan Rang mình là thật thà. Người thật thà là thấy dễ tu rồi. Đó. Có người tu bao nhiêu năm trong cả cuộc đời, làm bao nhiêu công đức mà phước không có bao nhiêu hết, tại vì bị phạm vô cái nghiệp dối trá, nói dối, làm dối, ăn dối và lừa gạt kẻ khác. Cái người chúng ta, sư nói rằng hãy chúc mừng cho các vị, bởi vốn cái chất của phần đông chúng ta là người chân thật, cho nên giúp cho chúng ta tu học rất thuận. Người miền Trung thì ngay thẳng, có sức chịu đựng nữa. Cái thời tiết như vậy là phải có sức chịu đựng. Vô trong cái hội chúng như vậy quá đẹp, ngồi nghe pháp quá an lành. Chứ mà sư từng giảng những cái khóa tu mùa hè hay giảng những cái hội trường mà đạo tràng ở đó, cái mái bằng tôn, ngồi trên cái nền gạch, nền đá nóng, và các em phải ngồi nghe pháp sáng sớm hoặc lúc đã về chiều. Còn cái buổi trưa như thế này đó là nắng nôi, trời mưa thì ướt át. Mà cái người miền Trung mình vốn tập được cái sức chịu đựng rất là cao, cho nên như vậy cũng là một cái thuận duyên cho sự tu tập.
Sư nhớ tới Việt Nam có câu tốt gỗ hơn tốt nước, nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Cái đó cũng là nhân quả đó. Phải không nào? À, tốt gỗ hơn tốt nước sơn cũng là mình đang gieo một cái nhân an lành trong cuộc sống. Cuộc đời bây giờ các vị biết không? Con người ta quan tâm đến nước sơn nhiều hơn, người ta không quan tâm đến chất gỗ. Cho nên chúng ta nghe Pháp, chúng ta phải quay lại với cái nội tâm, cái sự chân thật của mình trong đời sống. Bởi vì quan tâm tới cái chất lượng, chính cái chất đó quyết định đời sống ngày mai của chúng ta, quyết định đời sống hôm nay của chúng ta bởi cái chất tu chân thật. Nói đến cái người của chúng ta thật thà, nhưng Đức Phật cũng dạy chúng ta thật thà chưa chắc đã là hay, đã thật, đã được lòng. Bởi vì cái gì cũng vậy, cũng phải là đúng duyên, đúng thời, đúng lý, chứ không phải cứ thật mà nói. Đôi khi không giúp được ai mà mua lấy sự phiền não ở cho thân mình. Người nói tôi thiệt thôi à, tôi cứ nói thẳng thôi à, ai chịu không chịu thì thôi à. Nhưng mà thật ra mình nói xong rồi mình phiền não, tại ta giận mình, mà ta cũng chẳng tiếp thu lời nói của mình. Cho nên cái thật nhưng phải có tình, có lý, hợp thời, hợp lúc, đủ duyên, chúng ta mới nói cho nhau. Chẳng hạn như chiều nay sư được ra đây nói chuyện với các vị, như vậy là đúng thời, đúng lý, đúng duyên chưa? Nếu mà các vị nói đúng thì sư khuyên các vị phải nghe. Mình vốn là người chân thật, thì nếu một ngày nào đó vì cái gì mà mình dối trá, mình phải giật mình là tại sao mình đi đánh mất đi cái bản chất tốt đẹp của mình. Mình phải thắng cương lại, phải ngay ngắn lại, nói lời chân thật. Và nói thật rồi còn phải nói như thế nào? Phải nói cho đúng đối tượng, đúng thời điểm, chứ không phải nghĩ gì là nói đó. Bởi vì người nói vô ý mà người nghe thì hữu tình. Mình nói vô ý mà người nghe thì hữu tình, có ý trong đó, cho nên sẽ giận, sẽ hờn và làm mất lòng người khác, chuốc lấy họa vào thân. Cho nên chính vì con người chúng ta thật quá đó, cho nên sư cũng nhắc với các vị trong đạo tràng, đôi khi người thật thà tự chuốc lấy họa vào thân. Thứ nhất là người thật thà hay nói chuyện và làm việc chỉ chú ý cái vấn đề xuất phát chứ không chú ý đến việc kết quả, không nghĩ rằng hành vi hay lời nói của mình sẽ đem lại hậu quả gì và cứ nói thôi. Cho nên yếu tố chánh niệm là nhắc chúng ta cân nhắc trước khi nói. Nói mà cái đối tượng nó không nghe, đừng nói, chưa phải lúc nói. Người thật thà thường không phân biệt đối tượng và sự việc, nên cũng dễ mất lòng người khác. Cứ phang thẳng thôi, không biết đối tượng của mình là ai, lớn hay nhỏ, người đó như thế nào trong xã hội hay trong gia đình. Cho nên cái mất lòng cũng là cái quả của người nói không chánh niệm, nên gây ra cái quả báo mất lòng, mất niềm tin. Thứ ba, cái người thật hay nói thẳng đôi khi cũng không hiểu cái tâm lý của người khác đang muốn điều gì. Mà chính vì không hiểu tâm lý của người khác, cho nên cái cuộc nói chuyện cũng không thành công. Đó, nhưng điều đó cũng là sự thật, cũng là nhân để đi đến cái quả tốt đẹp trong đời sống. Tục ngữ có câu như thế nào? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Có nghĩa là tùy vào đối tượng và tình huống mà mình có những hành động và lời nói khác nhau. Giờ mà sư giảng cho giới trẻ thì chắc chắn sư không nói chuyện này. Sư phải nói những chuyện của giới trẻ, những chuyện giới trẻ đang quan tâm, những tình yêu, phải không nào? Những cái gì của tuổi mới lớn, của những ước mơ màu hồng ngày kia. Nhưng đối với chúng ta, những người gọi là sao, đã hơn nửa đời người, có những người tóc đã bạc trắng, và hầu hết ai cũng nếm hương vị khổ đau trong cuộc đời. Sư nói những điều chúng ta cần phải chỉnh đốn lại để cuộc sống của chúng ta được an lành hơn. Mình nói tôi cứ thiệt thôi à, thiệt thì làm một cái
cái tốt rồi. Nhưng đôi khi mình nói thiệt mà mình không biết cái tình huống, cái thời thế, cái đối tượng, chúng ta đã làm hư đi hết nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong đời sống. Sư nhớ câu chuyện ông vua nước Quách, cái chuyện xưa. Vua này chỉ thích nghe nền thần. Ai nền là ông ok, ai nền là ông cất nhắc và thưởng. Cho nên những người trung thần á, không có dám nói, không dám nói. Cuối cùng là nước mất, nhà tan và ông phải đi, đi lánh nạn. Thì một cái người phu xe đó mới chở vua đi lánh nạn. Thì trên cái đường đi thăm thẳm như vậy đó, lâu lâu thì vua khát nước, thì cái ông phu này bưng nước cho vua. Lâu lâu thì vua đói bụng, ông có lương thực. Lâu lâu vua thích ăn bánh, ông có bánh. À, vua thích lương khô, ông có lương khô. Trong khi người ta đi lánh nạn là thường là người ta đói và khát. Thì ông vua mới hỏi cái người phu xe này, tại sao ông có tất cả mọi thứ vậy? Bộ ông biết rằng sẽ có một ngày ta bị nạn như vậy hay sao? Thì ông phu xe mới nói, dạ đúng, hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ có một ngày lâm nạn. Cho nên trong xe của hạ thần lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bởi vì rằng hạ thần tin chắc sẽ có một ngày bệ hạ sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Cái vua này như vậy thì trẫm cũng là cảm ơn khanh. Nhưng mà khanh có biết tại sao mà trẫm phải lâm vào cái tình trạng thất bại như vậy không? Thì ông phu xe nói, tại vì bệ hạ đó hả, chỉ thích nghe lời nịnh thần không à. Đó. Ai nịnh thì bệ hạ thưởng, bệ hạ cất nhắc, bệ hạ khen. Ai nói thẳng thì bệ hạ cho hạ bệ. Cho nên là ai dám nói nữa, vì vậy bệ hạ mới bị vào cái hoàn cảnh này. Thì ông vua nghe cái câu đó xong rồi, thì ông nói sao? Nhà ngươi nói cái gì đó, có muốn bay đầu không? Bây giờ là ông đã không có cái gì nữa rồi đó, mà ông còn muốn chém đầu cái ông đang cứu mình. Tại vì sao? Vì cái tai của ông quen nghe những lời hay, những lời ca ngợi, tán thán, lời ngọt như mía lùi, như đường cát Phan Rang. Các vị có thích cái đó không? Có thích luôn, phải không nào? À. Cho nên mình đừng có tập cái tai nghe lời ngon ngọt, mà cái miệng của mình cũng đừng có tập nói lời ngon ngọt, mà hãy nói những lời chân chánh, hợp thời, hợp lúc. Tại vì đó cũng là một cái chuyện nhân quả rất rõ ràng. Tại sao trong đời mình cứ phiền não hoài, trong khi mình rất thật? Nhất là người phen ren mình rất thật tình. À, là mình phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhân duyên. Thế rồi cái ông phu này, ông mới nói có một câu là ông vua nổi giận đùng đùng lên. Cái gì? À, khanh dám nói ta là chỉ thích lời ngon ngọt hay sao? Khanh nói ta chỉ mê lời đường mật hay sao? Khanh muốn chết sao? Thế là cái ông phu xe này, ông phải hạ giọng xuống. Ông nói, dạ không, thưa bệ hạ. À, ý của khanh nói rằng bệ hạ bị nạn là bởi vì cả cái đất nước này có mình bệ hạ là đức độ nhất à. Cho nên bệ hạ bị nạn, còn bao nhiêu người là ác hết. Thế là ông vua sao? Cười ha hả. Đúng rồi, ta là người đức độ nhất, còn trên thế gian này trời ơi đủ thứ hết, cho nên ta mới lâm vào cảnh này. Cho ông ăn hết cái bánh, rồi ông ngã cái đầu vô cái đùi của ông phu xe, ngủ một giấc ngon lành. Các vị thấy ông mất nước, nhà tan, vậy mà vẫn thích nghe lời su nịnh. Vì chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta cũng vốn nghe những thích những cái điều đó, chúng ta không tiến bộ được. Vì vậy, nếu nói học bài nhân quả thì ngay trong đời sống này, mỗi con người phải tập nói lời tốt, lời hay, lời chân thật. Người nghe cũng đừng tập nghe những cái lời ngọt như đường phèn, mát như đường cát gì đó, mà cuối cùng nó không phải là sự thật. Cái cách nói như thế nào mà người ta tiếp thu được? Thấy ông vua ngã xuống chân mình ngủ ngon lành,
ông Phu Xe rất buồn. Bây giờ bệ hạ mất hết trơn rồi, mà hạ thần nói bệ hạ thích xu thích nịnh, thích nghe lời tân bốc, bệ hạ vẫn còn giận, làm sao góp ý đây? Có những cái ông vua này là bị cái nghiệp, cái tập nghiệp, cái cố tật khó sửa vô cùng. Và đó là một người không có duyên, khó có duyên với chánh pháp. Từng làm vua và từng mất nước và không được làm vua, bởi vì bản thân ông không chịu nghe lời ngay thẳng chánh pháp, không chịu nghe lời góp ý, cho nên ông mất tất cả. Còn ông Phu Xe góp ý không được thì sao? Ông mới để cho ông vua ngủ, ông để thức ăn, nước uống bên cạnh ông vua, rồi ông để cho ông vua nằm ở giữa rừng, ông ra đi. Ông nói rằng, ta không thể nào mà bỏ cả cuộc đời phò một người mà cái tai chỉ thích nghe lời xu nịnh. Cho nên cuối cùng, sử sách viết lại là ông vua, cái nước quách đó bị chết đói ở giữa rừng. Mà cái cuộc đời này, cái con người ta toàn thích nghe những cái lời ngọt như lá, như đường, như mía, như mật không à. Còn đây cũng không phải là sư bảo các vị phải nói lời hung ác, mà hãy nói những lời trong chánh pháp. Lời chánh pháp đem lại quả an lành trong chánh pháp. Lời chánh pháp cho chúng ta một sự mãn nguyện như được tắm trong nước cam lộ, chứ không phải để được lòng ai, để mua tâm ai, để xu nịnh ai. À, sư Hương Vũ nói chuyện nhân quả vậy đó, đơn giản lắm. Chứ khoan nói chuyện đời xưa đó. Chuyện đời xưa nhiều chuyện nhân quả hay lắm. Nhưng bây giờ, ngay bây giờ chúng ta phải học một cái bài: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Học ngay cái bài nói chánh ngữ trong đời sống, nó cho chúng ta rất là nhiều quả báo đẹp, quả phước đẹp trong cuộc đời. Mình hôm nay có những người mù nghe pháp, người mù cái tai còn nghe được là có phước lắm đó, chứ người điếc người câm làm sao nghe. Thì người mù còn nghe được, còn nói được. Cho nên sư nhắc các vị, người mù vẫn tạo nhân lành được bằng cách hãy nói lời lành. Người thiếu một cái căn là đôi mắt vẫn có thể làm công đức được là nói lời lành, nói những lời chánh pháp. Đừng bao giờ là mình chỉ biết cho cái tự ngã của mình sân hận, chửi mắng, tức tối. Sư tiếp cận rất là nhiều người mù lòa, tật nguyền. Họ vì mặc cảm trong đời sống nên rất sân si, dễ nóng giận, dễ chửi bới. Và mình đã mù lòa thiếu một căn rồi, mình lại tham sân si nữa, cho nên kiếp sau cũng còn khổ hơn, tiếp tục mù, tiếp tục khổ. Người mù nghe pháp phải chuyển hóa. Tôi còn cái miệng nè, tôi phải nói lời lành. Tôi còn cái tai nè, tôi phải tập nghe tiếng niệm Phật, tôi phải tập nghe chánh pháp. Chứ giờ người mù suốt ngày mở những cái gì? Những cái âm thanh phi pháp, phải chưa nào? Những phim ảnh ca nhạc sập sình để nung nấu cái lòng sân hận, rất là tội nghiệp. Chúng ta cần phải đi sâu vô cái cách tu tập để trở về chân tâm của chúng ta. Cái nhân là tu Phật, cái quả là Phật. Miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là gieo nhân Phật, thì cái quả của chúng ta có những cái phước đức, cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Bởi vì chúng ta niệm Phật là sống trong cái chân tâm Phật tánh của mình, chứ không phải ngồi niệm khan khan để về một cái thế giới xa xôi nào đó. Chân tâm là hãy nói đến cái chất liệu, chứ không có nói đến cái vỏ, lớp vỏ bên ngoài. Ngày xưa một người nước Sở có một cái viên ngọc rất là đẹp. Anh ta dự tính đem viên ngọc này đi bán. Mà bán được giá cao thì anh ta nghĩ cách phải làm một cái hộp đựng viên ngọc cho thật là đẹp. Một cái hộp sang trọng, đắt tiền thì cái giá viên ngọc cũng sẽ cao lên.
cho nên anh ta mới mượn một người thợ mộc tay nghề rất là cao làm một hộp gỗ mộc lan cho cái viên ngọc vô giá, dùng hương liệu tẩm trầm hương hộp thơm phức, bên ngoài thì điêu khắc hoa văn tinh xảo, khảm viền hoa bằng kim loại, hộp sáng lấp lánh. Đúng là một cái món đồ thủ công mỹ nghệ đắt giá. Anh ta đặt viên ngọc vào rồi đem ra chợ bán. Nhưng mà các vị biết không, đến chợ không lâu, rất là nhiều người vây lấy anh ta để mà ngắm nghía cái hộp đó. Cái đời này lại bây giờ là người ta ngắm cái bên ngoài không mà các vị. Ta nghe cái lời ngọt, ta ngắm cái vỏ bên ngoài, chứ người ta không có quan tâm cái chất liệu, cái tâm. Trong khi cái sự tu là quay về cái chân tâm, cái tánh thật của mỗi một con người trong đời sống. Nhân là phải nhân thật để được cái quả thật. Tu cũng phải tu thật, ăn thật, nói thật và làm thật. Các vị nghe rõ không ạ? Thì anh ta đem cái hộp ra ngoài chợ bán, các vị biết làm sao không? Người ta vây đến để ngắm cái hộp, mà không còn ai quan tâm tới cái viên ngọc nữa hết. Đó, bây giờ rất nhiều con người trưng diện, phấn sáp, thẩm mỹ, xe cộ, quần áo, tất cả chỉ châu chuốt cho cái vỏ bên ngoài, mà rớ vô cái bên trong là phải chạy 180 cây số một giờ luôn, chứ không phải 60 cây. Tại vì bên trong nó quá sức là xấu xa, gian dối. Thì cái người này bán cái hộp ngọc như vậy, có một người đến cầm chiếc hộp trên tay ngắm nghía mãi không thôi. Thích không muốn rời, cuối cùng bỏ một khoản tiền lớn để mua cái hộp ngọc đó. Thì sau khi mua cái hộp rồi đó, thì cái người này là cái người nước Trịnh. Người bán ngọc là người nước Sở, người mua ngọc là cái người nước Trịnh. Vui vẻ cầm cái hộp ngọc bước đi. Mà đi một đổi xa rồi anh ta quay trở lại. À, cái người nước Sở nó chết rồi. Chắc nó thấy mắc quá, nó trả lại cho mình. Chà, chết rồi, phải không? Nhưng các vị biết không? Không phải. Khi chưa kịp nói gì thì người nước Trịnh quay trở lại, cầm cái viên ngọc đưa cho người nước Sở và nói: "Thưa ngài, ngài đã để quên viên ngọc trong cái hộp. Tôi chỉ mua cái hộp thôi, còn tôi trả cái viên ngọc này lại cho ngài." Thế rồi người nước Trịnh trả viên ngọc và quay đi, tay ôm chiếc hộp một cách vô cùng thích thú và mãn nguyện. Người nước Sở cầm cái viên ngọc buồn rầu, bởi vì anh ta muốn mọi người phải thích cái viên ngọc của anh ta. Nhưng cuối cùng người ta chỉ thích cái hộp tinh xảo kia và quên đi cái giá trị của viên ngọc. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện dạy đời thôi, chứ cái cuộc đời này dễ gì mà người ta quên cái viên ngọc đó. Nhưng sư kể cái câu chuyện này ở đây là bởi vì cuộc sống bây giờ người ta chỉ là trau chuốt, ôm ấp, rồi là tỉa tót cái vỏ bên ngoài, cái lời nói bên ngoài, và đánh mất cái chân tâm, cái tấm lòng lương thiện trong kiếp sống con người. Mình về đây mình tu tập, mình nghe pháp, mình không thể nào mà mua vỏ bỏ ruột, giống như người mua hộp mà quên mất cái viên ngọc bên trong. Mỗi một chúng ta đều có một cái viên ngọc sáng, viên trân châu vô giá, đó là chân tâm mỗi một con người. Cái chân tâm đó không có tham, không có sân, không có si. Chân tâm đó là niết bàn. Và sư muốn nói với các vị rằng tất cả chúng ta đều có cái chân tâm đó. Đừng có nói cái chân tâm đó là ni trưởng mới có, các ni sư mới có, sư mới có, thượng tọa, quý thầy mới có. Chân tâm đó là tất cả chúng ta đều có. Mà ai tu tập á, và gieo cái nhân á, không tham, không sân, không si, thì cái chân tâm nó sáng ra. Cái quả là cái Phật tánh nó sáng ra. Nó an lành ngay trong hiện tại, chứ không hẹn hò một cái kiếp sống nào. Không đợi phải nhà cao cửa rộng, phải giàu có, tiền muôn bạc vàng mới hạnh phúc. Mà cái chân tâm nó hiển lộ chừng nào thì chúng ta có an lạc, hạnh phúc chừng đó. Bởi vì mình là về với ngày tu an lạc. Các vị nghe rõ không? Bây giờ là không có tham nè, không có ai sân hết trơn á,
cũng ai si mê sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc. Không, tôi không có làm những chuyện đó. Rồi lỡ ai có đạp chân mình có sân lên mình chửi không? Không, tôi tu rồi tôi phải hỷ xả. Rồi ai rớt tiền mình có lấy không? Không, tôi phải trả lại người của rơi, này không phải của tôi tu rồi. Vắng bóng tham sân si là chân tâm của mình đang hiển lộ. Nhân không tham, không sân, không si, quả là niết bàn. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy niết bàn là không phải đợi cái về cõi Phật, mà niết bàn sẽ có nếu chúng ta tu tập chuyển hóa những cái xấu, cái ác ở trong mỗi chúng ta. Mà nói là như vậy, chứ mà tu là khó đó. Rớt 20 ngàn trả được, chứ thấy 2 triệu không biết có trả không? Nó khổ vậy đó chứ, phải không nào? Cứ khó lắm. Đời này người ta khó tha thứ. Mà tu á, để thấy rằng cái nhân mình á, nhân lành, quả thánh thiện là ở cái sự tha thứ và bao dung. Con người mà tha thứ, dễ tha thứ là con người đó chứng tỏ trình độ tu rất là khả quan, trình độ tu đáng khen. Còn con người giỏi lắm, thậm chí biết cả bát nhã luôn đó, nhưng mà hay giận, hay hờn, hay trách móc thì biết là trình độ tu còn kém lắm. Nhưng mà mình liệu bề đó, coi mình có dễ tha thứ không? Nếu mà mình không dễ tha thứ thì nhiều khi mình chưa vô tới sơ đẳng. Tại mình hay giận quá, hay bắt lỗi quá, và hay sống vì cái ngã của chính mình. Cho nên muốn có một ngày tu an lạc, phải có một giây an lạc, phút an lạc, giờ an lạc, ngày an lạc, tháng an lạc, năm an lạc, rồi mới có cuộc đời an lạc. Mà con người muốn an lạc thì là phải chuyển hóa các thói hư tật xấu. 3 con rắn độc rất lớn, đó là tham, đó là mười điểm. Xin chào một tràng pháo tay. Mà sư ơi, con biết tham sân si là 3 con rắn, nhưng mà con lỡ nuôi nó lâu rồi. Bây giờ nó lớn, nó sống chung với con rồi. Ngày nào vắng một con rắn nào con buồn lắm, cho nên con mời nó trở lại ở đây với tôi cho vui. Con rắn tham ơi, ngày nào mà con không sân con buồn lắm, con rắn sân ơi hãy lại đây với tôi. Ngày nào không làm bậy, không sắc sanh, hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu, không nói xấu thì buồn lắm. Cho nên phải làm. Mà làm là si mê. Và si mê là con rắn si mê ơi lại đây với tôi. Tôi cho ăn nè. Mình làm bậy là nó mập lên. Nó thức ăn của nó là việc làm bậy bạ của mình. Cho nên mình làm bậy là con rắn si nó mập lên. Mình tham là con rắn, rắn tham nó béo lên. Không, mình sân là con rắn mang sân hận, nó mập, nó béo lên. Bây giờ mình tu là phải chuyển hóa cho 3 con rắn nó ốm lần rồi nó tự chết. Mà có ai tiếc mấy con rắn đó không? Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Bây giờ, sư nói các vị tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thì trong cái đạo tràng này là sư nhắc chúng ta phải quay trở về chân tâm. Chân tâm là sống thật. Chân tâm là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Cuộc đời này vì tham, con người ta khổ đau vô vàn. Cuộc đời này vì si mê, vì ái dục, con người ta khổ đau vô vàn. Cái tâm lý mê cái vỏ bên ngoài, cho nên bây giờ hàng giả, hàng nhái tràn lan. Ta chấp nhận xài đồ dỗm mà cái vỏ quá đẹp. Cho nên mình đi ra Phan Rang đi, phải không nào? Nó đơn sơ thôi, mà đó là hàng thiệt. Chịu không? Vậy thì bây giờ cái người mù mà đưa ra cái viên ngọc thì chắc chắn họ không rời cái hộp. Họ nói viên ngọc đâu, viên ngọc đâu, vì mắt mù. Còn mình chính vì mắt sáng nữa. Hộp, tôi lấy cái hộp màu vàng, người kia tôi lấy cái hộp màu đỏ, tôi lấy cái hộp màu xanh. Và cái hộp là chi phối hết 50% cái sự quan tâm, chú ý của mình. Còn người mù thì đưa cái viên ngọc đó cho tôi. Người mù mà biết tu, tu rất nhanh. Bởi vì cái cặp mắt đã không thấy và đã bớt đi cái sự
phân, phân biệt trong đời sống. Vậy mà sao thấy người mù cũng khó tu quá? Sao vậy? Có tham không? Rất tham. Bằng chứng là cái hồi xưa mà mới tổ chức cho người mù ở chùa Sư Tú, phát 300 phần quà, lúc nào cũng phải thiếu vài chục phần. Phát 300 cái bao thư, lúc nào cũng mất vài chục cái. Tại vì sao? Lãnh rồi đó con, chưa lãnh. Phải không nào? Nhưng mà đó là hồi xưa. Bây giờ họ tốt lắm. Họ biết rằng họ tham, họ sẽ trả cái quả báo đó vào một cái chuyện khác. Bệnh tật, đau khổ, mất mát, họ biết, cho nên họ không có tham nữa. Cái mắt của mình chớp chớp nè, nhìn người này đẹp, người kia xấu mới sanh ra là vợ ông, vợ bà, rồi là người đẹp, rồi tình nhân, vợ bé. Thế chắc người mù mù nên đâu có chuyện đó, phải không? Thưa sư, có hết. Tại mắt con không thấy mà tay con rờ rờ. Có hết, phải không? Nhưng bây giờ tu là tốt rồi. Họ biết tà dâm sẽ đem lại quả báo không có hạnh phúc. Đời sống hôm nay và ngày mai không có hạnh phúc. Họ biết tà dâm là chính những người con của họ không có hạnh phúc. Người vợ trong gia đình không có hạnh phúc. Gia đình không có hạnh phúc. Người mù mà họ biết tu như vậy, chẳng lẽ chúng ta được nghe kinh, nghe pháp mà chúng ta không biết tu tập chuyển hóa các thói hư, tật xấu hay sao? Các vị có đồng ý không ạ? Trong một bài kinh Ác Ma Xúi Dục, trong kinh Tương Ưng Bộ 1, chương 4, phẩm 2, phần thống trị. Lúc đó Đức Phật ở Kosala là Kiều Tất La, dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng. Khi Đức Phật đắc đạo rồi, Ngài vẫn thích ngồi trong một cái am thất nhỏ trong rừng mà thiền quán, chiêm nghiệm cái đời sống. Các vị cũng bớt nói, bớt nhiều chuyện, bớt buông dưa lê, bớt nhậu nhẹt, cờ bạc rượu chè để chiêm nghiệm chính mình. Chứ đời sống bây giờ ngồi đây nghe pháp là tại vì ai cũng nghe. Chứ lát mà con về nhà là chuyện khác nghe sư. Nếu mà mình tu tập kiểu đó là sư buồn lắm. Nhắc lại câu chuyện Ác Ma Xúi Dục, Đức Phật ngồi thiền ở trong một cái am thất trong rừng, thì một cái tư tưởng giấy khởi lên, tức là Ngài đang ngồi thiền, thì Ngài khởi lên một cái suy nghĩ như sau: có cái cách cai trị, thống trị, hướng dẫn con người mà không giết hại, không có chuyện sân hận phiền não trong đó hay không? Tại cuộc đời này mà bây giờ đây nè, các vị ngồi trong một đạo tràng, ai bắt đâu mà ngồi. Nhưng mà thầy nói ngồi xuống nghe pháp, các vị bỗng nhiên yên lặng ngồi nghe pháp, một cách chinh phục mà không có giết hại, không có phiền não. Nhưng có rất là nhiều cách. Để chinh phục phải giết, để chinh phục phải phiền não, phải tham lam, phải sân hận, si mê. Vậy mà Đức Phật từng khởi lên ý nghĩ, có cái cách cai trị nào mà không giết hại, không chinh phục, không sầu muộn một cách đúng chánh pháp hay không? Ngài chỉ có khởi ý nghĩ như vậy thôi, thì ngay lúc đó một con ác ma nó biết ngay và lập tức nó xuất hiện. Nó đến, nó nói với Đức Thế Tôn: Ngài hãy dùng quyền lực đi, Ngài hãy dùng lời nói xấu ác, Ngài hãy dùng thần thông đi, sẽ biến cả cái núi Hy Mã Lạp Sơn, núi tuyết này biến thành vàng. Tất cả mọi vật chung quanh của Ngài sẽ biến thành vàng, Ngài sẽ có vô số quyền lực trong tay. Con ma nó xúi Đức Phật như thế đó. Khi Đức Phật nghe con ma nó nói, tất cả quyền lực trong tay ta, mọi người sẽ sợ hãi ta và tuân lệnh ta, thì Đức Thế Tôn đã đáp: dầu cho cả ngọn núi này, cả thế giới này có biến thành vàng ròng đi chăng nữa, cũng không bao giờ thỏa mãn được lòng tham vọng của một con người. Cho nên đừng bao giờ xây dựng cuộc sống an lành bằng tham vọng, mà hãy hành trì, hãy tu tập, hãy biết rằng nguyên nhân của mọi sự khổ đau đó chính là ái dục. Ái dục nhiều là khổ đau nhiều.
Đó. Cho nên cái gì mình muốn phải có, mà không có cái đó mình khổ đau, mình biết đó là ái dục. Có thể là cái món ăn, món uống, có thể là người đẹp, có thể là địa vị, danh lợi trong cuộc sống. Thiếu cái đó mà mình đau khổ, đó đều là ái dục. Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập để vượt ra những sự ràng buộc bởi ái dục. Khi ác ma nghe như vậy liền biến mất, bởi vì là không khiển được Đức Thế Tôn dùng quyền lực và lòng ái dục để mà dạy dỗ giáo hóa cuộc đời, cho nên con ma nó biến mất. Như vậy con ma nó xuất hiện từ đâu các vị? Ai biết con ma nó từ đâu? Giỏi lắm, các vị rất giỏi. Sư thấy rất là nhiều người nói con ma nó từ tâm. Khi nào có một cái con ma nó xuất hiện là hãy cướp đoạt đi, hãy chiếm đi, hãy chửi bới đi, hãy sân hận đi, hãy si mê đi, hãy tham vọng đi. Đó là ma, ma ở trong tâm ta. Mà chỉ cần nó khởi lên, Đức Phật liền khống tuyên bố cho nó biết là không có một cái loại tham dục nào mà đem lại hạnh phúc. Chỉ có sự tu tập mới đem lại an lạc mà thôi. Đức Phật nói cái ma biến mất liền. Thì như vậy chúng ta cũng thế. Khi nào các vị phiền não thì các vị biết con ma phiền não đang xuất hiện. Chứ đừng nói là ông xã làm tôi buồn, con làm tôi khổ, nhà cửa làm cho tôi đau. Mà hãy nói con ma phiền não đang xuất hiện và khống chế, khống chế chinh phục chính bản thân ta. Bây giờ làm sao cho con ma nó biến mất? Làm sao? Chánh niệm và đừng mong chinh phục ta. Chẳng có cái niềm hạnh phúc nào đến từ ái dục, từ lòng tham, từ sự cai trị, giết chóc, tham ái. Cho nên đừng chinh phục ta. Con ma đó sẽ biến mất. Con ma xấu ác, cuồng si, đen tối, sân hận, kiêu căng, nó không thể chế ngự ta. Cho nên Đức Phật dạy chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Sư nhắc các vị một điều quan trọng: dẫu nói trăm câu kệ mà không lợi ích gì, tốt hơn chỉ một câu nghe xong được an lạc. Thì bây giờ chúng ta được tu tập, được nghe pháp, chúng ta phải nhớ một câu trong bài pháp hôm nay để được an lạc. Chúng ta không thể nào lát nữa về đó rồi con trai lớn nó nói hôm nay má đi tu có gì vui không, mình sẽ trả lời là vui lắm con ạ. Vui cái gì vậy má? Làm sao má biết được, má không nhớ gì hết con ạ. chết thôi. Ông xã nói, ôi hôm nay bà đi tu có gì vui không? Vui lắm. Ai về giảng pháp? Cái sư đó đó, cái sư ở trong Sài Gòn ra giảng á. Sư nào? Ai biết? Giảng có gì hay không? Hay lắm. Hay sao? Làm sao nhớ được? Cho nên một bài pháp hôm nay chúng ta ít nhất phải nhớ được một điều. Mỗi người nhớ được một điều, mà cái điều đó là mình tâm đắc nhất thì mình nhớ. Có được không ạ? À? Vậy lát nữa sư kiểm tra thử nha. À, coi coi các vị nhớ cái gì. Mỗi người một câu, mỗi người một chuyện khác nhau. Một câu thôi. À, buổi sáng được nghe pháp, chiều chết cũng vui. Chứ buổi sáng nghe pháp, chiều quên hết trơn là không được. Đó, cho nên mỗi người nhớ cho sư một câu mà thôi. Nghe A Di Đà Phật mà hơi yếu yếu à. Nghe hơi yếu yếu, biết có nhớ không ạ? À? Trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, à, trước khi kết thúc, các vị muốn nghe nữa không ạ? À? Không muốn nghe nữa không? Thì sư kể một câu chuyện ngắn nữa, rồi chúng ta cũng phải trả thời gian lại cho đạo tràng.
đó là có một người con gái tên là Kundalakeshi, tức là Ấn Độ đó. Sư học bên Ấn Độ, nhớ chuyện Ấn Độ nhiều. À, cô gái tên Kundalakeshi này, đó, thì trong trưởng lão Ni Kệ có nhắc đến Baddha Kundalakeshi. Tại vì là ai mà vô trong danh sách trưởng lão Ni Kệ, tức là một vị nữ đi tu mà đắc quả A-la-hán, đắc đạo rồi mới vô sách trưởng lão Ni Kệ. Nhưng mà các vị cứ nói, cha không biết kiếp nào mình mới tu đấy. Trời ơi, đời mình khổ quá mà. Con rồi chồng rồi bệnh rồi tật nợ nần. Các vị đừng có lo. Đây nè, nghe cái câu chuyện của Kundalakeshi đây đó, là mình thấy mình còn ngon lành hơn cái bà này rất nhiều. Mà bà còn tu đắc đạo á. Nghe chưa nào? Đó. Câu chuyện nó như sau. Trong tích truyện Pháp Cú kể về người phụ nữ mang tên Kundalakeshi. Bà là con gái duy nhất của một thương gia rất giàu có. Bố mẹ thương cho nên là nhà cao, cửa rộng, và cô ta ở trong một cái tầng lầu đẹp nhất trong ngôi nhà. Có một lần cô ta đứng ở trên lầu cao nhìn xuống dưới đường phố. Đường phố xôn xao lắm nha, tấp nập lắm, chứ không phải là thanh tịnh vắng lặng như Phan Rang đâu. À, xôn xao ồn ào lắm, kẹt xe hoài à. Đó. Cô ta nhìn xuống thì thấy mấy người lính đang áp tải một tên cướp, bắt một tên cướp. Tên cướp này, cướp thì mặt nó làm sao các vị? À đúng rồi, ngầu lắm, đúng rồi, mặt ngầu. Tên cướp mặt rất là ngầu phải không? Rồi có râu, ria xồm xoàm, mặt rất là lầm lì. Nó không thèm nói một tiếng nào vì nó vừa cướp của và giết người. Đó, nhân cướp của giết người quả là bị bắt vô tù. Nhân làm xấu là quả sẽ đau khổ. Nhưng ngay trong giây phút đó, người con gái cưng của gia đình thương gia dòm xuống dưới đường, thấy cái tên cướp đó bị bắt, thì các vị biết chuyện gì xảy ra không? Tiếng sét ái tình đùng một cái. Cô ta yêu anh ta. Yêu cái ông cướp đó. Một tình yêu ngu si nhất thế kỷ phải không các vị? À, yêu một cái tên vừa mới làm ác và sắp sửa bị vô cùng vô ngục. Nhưng mà tiếng sét ái tình trên cô ta tái lặng người, run rẩy toàn thân. Và cô ta nói thầm thì, I love you. I love you, phải không nào? À, thằng cướp nó có nghe không? Nó không nghe. Nó dưới đường, cô này trên lầu mà. Nhưng mà cô đã cảm thấy yêu tên cướp Satuka, đang bị lôi đi, đang bị chửi bới, đang bị ném đá, mà cô ta lại yêu. Chuyện thật là khó tưởng tượng, nhưng đó lại là có thật trong giấy tích truyện Pháp Cú. Tức là chuyện có thật và Phật đã kể lại cho chúng ta nghe. Như vậy, mình nói mình chánh niệm đời mình sẽ tốt, chưa chắc. Còn nhân quả nữa, chứ phải tu. Chứ mình tốt, cái gì cũng tốt hết, mà sao con khổ vậy sư? Là bởi vì mình gieo cái nhân khổ đau đó nhiều kiếp rồi, chứ đâu phải chỉ có hôm nay. Cho nên có những cái điều mình không bao giờ muốn nó vẫn tới, là cái nhân xấu ác mình đã gieo trong nhiều kiếp. Và nó tới một cái đùng như tiếng sét, đỡ không kịp. Mà muốn đỡ kịp thì sao? Phải tu, tu rất nhiều. Các vị nhớ như thế, đừng có để chuyện nó tới mới tu. Thế rồi cái tên cướp đó bị bắt, cả đường phố xôn xao, mà cô con gái lại yêu anh ta. À, tình yêu chớp nhoáng, một mối tình mà nếu ai nghe cũng nói sao mà ngu dại thế. Nhưng khi tên cướp bị bắt xong, người ta xét xử và đem ra pháp trường xử chém. Bởi vì anh ta phạm tội xâm phạm tài sản quá lớn, mà còn tổn hại đến mạng sống của người dân, cho nên phải bị đem ra pháp trường xử chém. Trong thời gian tên cướp bị bắt đem ra pháp trường, cô gái kia ở nhà đòi gì? Tự tử. Nếu không cưới được tên cướp đó, con chết cho ba má coi. Cô không ăn, không uống, bây giờ chỉ muốn
cưới tên cướp mà thôi. Cô dọa sẽ leo lên cửa lầu nhảy xuống chết theo tên cướp. Đó, các vị thấy, cho nên con mình có hư đó là mình biết nó gieo cái nhân gì, mình gieo cái nhân gì mà gặp nó đây. Phải tu, không phải bằng cái miệng mà nó thay đổi được. Cho nên các vị nói, sư ơi con nói quá trời mà nó không nghe con. Đừng nói nữa, phải tu, tu nhân tích đức, con mình cũng phải tu. Cho nên đến với đạo tràng không phải có mấy bà già hết xí quách đâu, trẻ già gì cũng phải tới đây, nam phụ lão ấu gì cũng phải đến nghe pháp hết. Bố mẹ thương cô gái này quá mà không biết tính sao, quá thương con mà con mình nó ngu quá rồi, bây giờ làm sao? Nó yêu cái thằng cướp sắp bị xử trảm và đòi chết. Cuối cùng ông bố là thương gia rất khôn ngoan nên bí mật liên lạc với người coi ngục, trả hối lộ một số tiền lớn để tráo người. Bữa đem ra pháp trường tử tội thì đem một tên khác, cái thời xưa mà nó nhiều sân lắm, thế một cái tên khác, còn cái tên cướp đó lại được đem về cưới cô ta. Các vị thấy chưa, không biết là nó gieo cái nhân gì mà sắp tới giờ ra pháp trường rồi mà nó được cứu bằng cách đánh tráo người và về được lấy con gái con nhà giàu đó. Bây giờ nói nhân là quả là chưa giải thích được, cho nên cái nhân nó còn cái duyên tạo bởi nhiều đời, cái nhân nhiều đời tác động bởi duyên nhiều đời mới ra cái quả hôm nay. Cho nên đừng nói con sống tốt quá mà sao con vẫn khổ, đừng nói cái bà nó quậy quá trời mà sao bà vẫn giàu, bởi cái nhân đó nó vận hành trong nhiều kiếp sống không nói được. Thì cái tên cướp này trong phút chốc được tráo và đem về làm chồng cô gái, còn một tên tử tội khác được thế vô đem đi chém. Chuyện rất là éo le phải không các vị? Nhưng rồi đem về thì tên cướp này có thương cô này không? Đúng rồi, không thương. Tại vì vốn bản chất là một tên cướp, phải chưa? Đời niềm vui của nó là máu, niềm vui nó là tiền, niềm vui nó là giết. Bây giờ vô một gia đình danh giá để sống với một cô gái thì nó chỉ mừng là được thoát chết thôi. Cái gia tài đó nó cũng không biết sao mà nó được hưởng. Nhưng cái máu ác độc và tham lam không cho nó dừng tội ác. Cho nên các vị đừng nói sao mà sướng vậy mà không chịu tu. Còn cái nhân nó có chịu tu hay không, nó cũng là nhiều kiếp. Trong cái gia đình bây giờ được giàu có vợ đẹp, nó cũng đâu có chịu tu. Trong lòng nó lúc nào cũng sôi sục một ngày được ra khỏi cái nhà này để lộng hành cho nó đã đời. Nghe cái bài pháp hôm nay không đơn giản, nhân nào quả đó đâu, phải tu để chuyển hóa. Còn không đó hả, còn gấp trăm gấp ngàn lần khổ đau các vị ạ. Thế rồi cái máu ác độc của anh ta, bố mẹ vợ đó thì sợ người ta thấy mặt thằng này thằng cướp, đâu có cho ra đường, cho nên giam ở trong nhà với cô con gái, rồi cung cấp bốn mùa đủ thứ cao lương mỹ vị. Nhưng mà tên cướp này nó có yên không các vị? Không yên, nó đâu có phước mà ngồi yên hưởng, cho nó cứ lồng lộn lên. Và một ngày kia tên cướp thầm nghĩ, tại sao mà mình cứ sống quanh quẩn đáng buồn như thế này. Đó, có người sướng mà đâu chịu tu, cảm thấy quanh quẩn phải đi tạo tác mới vui. Người ở nhà niệm Phật nghe pháp không thích, phải đi đến bà này bà kia nói chuyện, ngồi lê đôi mắt mới vui, gọi là đi tạo nghiệp mới vui. Tên cướp quyết định phải có cách để đi lộng hành. Còn cô con gái sống được với tên cướp này vô vàn hạnh phúc. Không biết cái nhân sao mà gặp yêu dữ vậy các vị thấy không? Thấy con gái mình hạnh phúc như vậy thì hai ông bà cũng hài lòng, chiều con. Nhưng chồng cô ta có máu giang hồ, thấy chưa? Nay đây mai đó, sống hết người con gái này đến người con gái khác, cho nên đâu có chịu ở yên. Một ngày kia anh ta mới nghĩ ra một kế, nói với vợ: hồi lúc mà tôi bị lính bắt á, tôi có khấn với một ông thần ở trên cái vực rằng nếu thoát chết con sẽ đến cái vực đó để cúng. Lâu nay được thoát chết, được sống bên em,
Anh muốn là anh với em hôm nay phải đến cái nơi đó để tạ lễ. Em nhớ mặc đồ cho đẹp, mang nhiều nữ trang như là ngày đám cưới, để đến cái vực đó tạ lễ, nghe chưa? Mà người Ấn Độ mà đeo đám cưới, các vị biết không? Mấy chục ký lô vàng bạc trên người lận, chứ không phải cái nhẫn nhỏ xíu đâu. Cho nên cô ta rất là vui mừng và trang điểm vàng bạc nữ trang dày đặc. Vì phải leo lên dốc, cho nên cái thằng cướp á, nó nói gia nhân ở dưới để nó đưa vợ nó lên. Thế hai vợ chồng dìu nhau lên, gia nhân đi về. Đến lên cái bờ vực cao rồi đó, anh ta trở mặt, đổi thái độ. Người vợ bắt đầu nhận ra liền. Đấy chưa nào? Tại vì cái mắt nó hiện ra cái sắc của một kẻ cướp lạnh lùng, tàn ác và khát máu. Nó khác với người hiền lành, dễ thương trong đạo tràng ngồi nghe pháp của chúng ta. Lúc đó cô gái này không phải ngu, cô ta chỉ bệnh si tình thôi. Cho nên cô ta mới: anh ơi, bây giờ mình làm lễ tạ thần chưa? Anh này nói: tạ cái gì? Đưa hết đồ nữ trang ra đây. Mày ngu quá, tao yêu gì mày? Ta là một kẻ cướp giang hồ tứ chiến, ta chỉ thoát chết thôi chứ bắt gì ta phải ở trong cái nhà này. Đưa hết vàng bạc nữ trang ra đây. Cô gái biết rồi, thôi rồi, cái bộ mặt của nó đã hiện nguyên hình rồi, cho nên chẳng còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa. Ta nói thật với ngươi nha, ta lấy vàng bạc xong rồi đó hả, thì ta cũng giết ngươi luôn, bởi vì ta không thể sống mãi trong cái gia đình của cô được đâu. Máu ta là máu của kẻ cướp, đâu sợ nữa, nó nói hết. Thì cái cô gái này lên đỉnh vực rồi, đâu có dám làm sao nữa, gia nhân thì là đi về rồi. Cho nên cô ta mới bắt đầu từ từ bỏ cái đồ nữ trang ra. Nhưng mà cô ta khi bỏ đồ nữ trang thì bắt đầu phải tính, tính để mà thoát chết. Cô nghĩ ra một kế, thôi thì đã là vợ chồng, một ngày cũng là vợ chồng phải không anh? Trước khi chết, xin được bày tỏ tình thương đối với người chồng của mình trong một tháng qua, con tháng chung sống à. Anh cho em ôm anh một lần cuối, rồi em chấp nhận anh giết em. Anh này chứ anh chấp thuận dễ quá. Cho nên cô hết bỏ hết nữ trang đưa cho ông, ông đeo hết vô người, rồi cho cô ôm một cái, rồi sau đó là anh ta sẽ xô cô ta xuống vực sâu. Nhưng khi cô ta vừa ôm anh ta một cái thì chính cô ta xô anh ta xuống vực sâu. Anh ta chết cùng với toàn bộ mấy chục ký lô nữ trang vàng bạc. Có người nói tiếc quá tiếc quá sư ơi. Khi mà tên kia rớt xuống vực thì cô ta mới là bỏ chạy về. Nhưng mà bây giờ về nói làm sao với cha mẹ, chính mình đòi cưới mà. Cho nên cô ta quyết định đi tu. Và khi xuất gia thì cô ta không phải gặp Phật mà gặp nhóm lõa thể ni kiền tử, là cái nhóm tu mà không mặc quần áo. Lõa thể ở bên Ấn Độ tội lắm, chứ không phải tu muốn gặp chánh pháp là được gặp đâu nghe các vị, không phải dễ đâu. Đó, thì gặp cái nhóm ni kiền tử và tu rất cao siêu, lúc nào cũng không ăn mặc quần áo gì hết. Đối với họ không mặc quần áo là sự tự tại và không có vay nợ với cuộc đời. Và cô ta tu rất cao siêu. Nhưng mà một ngày kia gặp Xá Lợi Phất, những câu hỏi cô ta đặt ra Xá Lợi Phất trả lời tất cả. Và cô tâm phục khẩu phục, trở về quy y với Đức Phật và đắc quả A-la-hán. Đó là câu chuyện của nàng con gái Kalas đã lấy một người cướp và tí xíu nữa là bị xô xuống vực mà chết. Vậy mà cô ta tu tâm sửa tánh, chánh niệm tỉnh giác tu hành mà đắc đạo. Chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái nhân nó xấu như vậy, nhưng chưa chắc cái quả đã là điêu tàn đâu. Bởi vì còn cái sự gia tâm tu tập chuyển hóa trong đời sống của những người hàng Phật tử chúng ta. Từ một cái người sẽ chết vì một kẻ cướp,
trở thành người xuất gia tu với kẻ ngoại đạo Ni Kiền Tử. Rồi bằng một cái duyên gặp Xá Lợi Phất, cô ta trở về tu với Phật và đắc đạo. Câu chuyện này sư muốn nói với các vị, đời sống này tất nhiên gieo nhân là có quả, nhưng quả đó sẽ thay đổi nếu chúng ta tác động vào đời sống này những cái nhân tốt lành nhất. Như vậy chúng ta có đồng ý chuyển hóa bằng các nhân tốt lành không? Cũng như vậy, hôm nay trong chuyến hoằng pháp tại Phan Rang, Ninh Thuận thì có sự phát tâm của doanh nghiệp Cường Thu và công ty Nhật Nam. Chúng tôi đem ra đây gần 200 phần quà cho người mù và những người bị bệnh chất độc màu da cam. Và tri ân Thượng Tọa đã cho chúng con làm được một cái việc theo tâm nguyện của mình, đó là hoằng pháp kết hợp với từ thiện. Trước khi người được nhận quà, được nghe pháp, được chuyển hóa, tu tập trong đời sống. Và con cũng tri ân Ni Trưởng Chư Tôn Đức Tăng Ni vì lòng thương tưởng đến con mà không quản ngại sức khỏe, không quản ngại là Phật sự mà đến đây chứng minh và gia trì cho con có một cái buổi pháp thoại cho những người dân, người Phật tử rất là mến thương trong đạo tràng chùa Quan Âm, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận này. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại tỉnh Ninh Thuận, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đặc biệt là Thượng Tọa trú trì ngôi chùa Quan Âm này. Nhìn ngôi chùa và nhìn đạo tràng, lòng con không khỏi một cái niềm ngưỡng mộ lớn lao. Tin chắc rằng nơi đây sẽ là nơi quy ngưỡng chánh pháp của các đồng bào Phật tử trên giải đất miền Trung Ninh Thuận này. Xin cầu nguyện tất cả Phật sự chúng ta được viên thành và niềm an lạc của chúng ta là mãi mãi trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư, chúng con xin đại diện Phật tử đạo tràng chùa Quán Âm xin bày tỏ tâm biết ơn của đạo tràng chúng con. Kính lễ Phật Pháp Tăng, kính bạch Ni Sư, vị tôn đức chúng con kính ngưỡng. Chúng con đã rất vui mừng được đón Ni Sư, được nghe giáo pháp Thế Tôn đã thuyết qua pháp thoại đầy từ ái và có tuệ nhãn mà Ni Sư vừa chia sẻ. Trong cảm thức sâu xa, chúng con thấy có một tình yêu và lòng kính ngưỡng Ni Sư đang tuôn chảy từ trái tim tín Phật và hành pháp bên trong tâm chúng con. Chúng con nghĩ gặp nhau là duyên phúc. Chúng con đã gặp Ni Sư, lại được Ni Sư chia sẻ pháp thoại. Chúng con hoan hỷ và biết ơn lắm. Kinh 42 chương nói, gặp Phật là khó, nghe được giáo pháp là khó. Chúng con rất mong nhân duyên được gặp Ni Sư, được nghe giáo pháp của Phật qua sự chia sẻ của Ni Sư ngày một sâu dày thêm. Với tâm nguyện như trên, trong ý thức chánh niệm, xin Ni Sư nhận nơi đây tấm lòng của chúng con. Chúng con biết ơn Ni Sư, chúng con nguyện đi tới bên Ni Sư trên con đường giác ngộ và hạnh nguyện mà Thế Tôn đã dạy. Nguyện đi tới mãi mãi và nuôi dưỡng trọn tâm phúc duyên chúng con đã được hạnh ngộ và nghe Ni Sư chia sẻ pháp thoại hôm nay. Kính ngưỡng và biết ơn Ni Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư, qua 90 phút, Ni Sư đã với lòng từ ái đã chia sẻ pháp thoại qua cái kinh nghiệm tu tập trong mấy mươi năm thành tựu. Ni Sư đã trở về nơi nhà Quan Âm, mặc dù được biết Ni Sư Phật sự rất là nhiều và thân cũng đang có bệnh, nhưng vì trên tinh thần hoằng pháp và đặc biệt là một cái duyên lành mà hồi nãy Ni Sư nói là đã từ lâu có duyên lành nơi mảnh đất Phan Rang,
Và khi về Phan Rang, Ni Sư cảm thấy hạnh phúc và gợi lại biết bao thân thương, tình cảm, lòng từ ái mà người Phan Rang đã chia sẻ và nuôi dưỡng. Được biết là Ni Sư trong chùa Thiên Quang nhiều năm qua theo dõi cái chuyến hoằng pháp và bước chân của Ni Sư. Không những bố thí pháp mà Ni Sư còn bố thí tài. Và đặc biệt là Ni Sư có một cái duyên thù thắng với những người khiếm thị. Mỗi tháng trong chùa Thiên Quang, Ni Sư quy tụ có nhiều pháp hội trên cả hơn cả ngàn người khiếm thị từ khắp mọi tỉnh, mọi quận ở trong thành phố Hồ Chí Minh về nơi chùa Thiên Quang để Ni Sư chia sẻ pháp thoại và hướng dẫn cho Phật tử là những người khiếm thị để mà tu học. Trong nhiều năm qua, Ni Sư bằng mọi cách để cho người khiếm thị được nghe Phật Pháp, được tụng kinh Phật, để người khiếm thị có cơ duyên cũng như những người Phật tử được đầy đủ túc duyên. Là với cái danh hiệu Chùa Thiên Quang, Chùa Thiên Quang là nơi ánh sáng cho những người Phật tử quay về, những người khiếm thị quay về để nương tựa ánh sáng nơi Đức Phật, nơi trí tuệ của Ni Sư. Đó là một cái công đức, một việc làm ý nghĩa cho đời và cho đạo. Xin hội chúng cho một tràng pháo tay thật là lớn. Chiều hôm nay tại đạo tràng chùa Quan Âm, Ni Sư đã bố thí pháp và được Phật tử vừa rồi Ni Sư nêu danh yểm trợ trong cái chuyến từ thiện tại chùa Quan Âm chiều hôm nay. Với việc làm đó, Nguyên Kính xin thay lời cho ban tổ chức hết lòng tri ân và tán dương sự trở về của Ni Sư với ngôi nhà Quan Âm chia sẻ Phật Pháp và chia sẻ những cái tịnh tài, phẩm vật cho những người khiếm thị và những người bệnh chất độc da cam chiều hôm nay. Mới đây là đã thuộc bài Ni Sư dạy rồi phải không? Như vậy là thầy tin chắc là những cái lời dạy của Ni Sư xuyên suốt trong 90 phút là quý Phật tử nhớ cặn kẽ để về chúng ta áp dụng hành trì cho tự thân để tốt đẹp, để góp phần vào Phật hóa gia đình, làm cho những người thân của chúng ta hoan hỷ mỗi ngày và với cái việc tu tập của chúng ta. Giải thoát còn gì gan
khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người dạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh.